Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay đơn vị này vừa cập bến thêm một siêu phẩm nữa để phục vụ và giới thiệu tới quý anh chị. Xin giới thiệu chiếc Santa Fe được sản xuất và đăng ký năm 2020, một chủ cá nhân, biển sẵn thành phố, và đây là bản premium, bản cao cấp nhất quý anh chị nhá, bản phun dầu đấy ạ. Xe được khoác lên mình màu trắng ngọc trai, một trong những cái màu mà có tính thanh khoản cũng như vẻ đẹp rất là cao. Đấy thì ngay sau đây xin mời quý anh chị cùng em trải nghiệm và đánh giá một vòng quanh xe đi ạ. Với mức giá hiện tại em đang chào bán cho em nó là 1.039.000 đồng. Và chất lượng của xe mới chỉ chạy có 6.000 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng quý chị nhá. Đây anh chị để dưới này, từ các cái la răng này của xe đến sơn xi ngoại thất của xe thì vẫn nước sơn vẫn còn rất đều và đẹp. Đó, máy dầu thì cực kỳ là giữ giá rồi. Đó, và chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn quý chị nhá. Đâu đó chỉ khoảng 7 lít trên 100 cây thôi ạ. Đó, khoang cốp cũng rất là rộng rãi luôn. Xe bên em về đã spa đầy đủ hết rồi, quý anh chị chỉ việc về và vận hành em nó thôi ạ. Đây, đồ đạc, khoang cốp các thứ đều đầy đủ cả anh chị nhá. Đó, chất lượng của xe vẫn còn rất đều và rất mới luôn anh chị ạ. Đó. Ở với cái mức giá hiện tại như bây giờ thì cách đây chỉ khoảng 3-4 tháng thôi thì quý anh chị khó có thể sở hữu được em nó. Đấy, vì giá cách đây 3-4 tháng vẫn trên 1.1 tỷ quý chị nhá. Đối với bản Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2020 phun dầu này. Đó, mà giá hiện tại của em Trường chỉ với 1.039.000 mà vẫn có thể thương lượng thêm được. Đấy, biển sẵn Hà Nội. Nội thất của xe thì quý chị để giúp em này, từ các cái ga da ghế này vẫn còn rất là căng, đều đẹp. Đấy, xe chạy chuẩn, full lịch sử bảo dưỡng, không quay tua gì cả anh chị nhá. Bên em bán hàng là cam kết hết bằng văn bản. Đây, anh chị để giúp em từ củ số này, vô lăng của xe này. Vẫn còn rất đều, rất đẹp luôn ạ. Và bản cao cấp thì đã được trang bị đầy đủ các những cái tính năng. Những cái gì option tốt nhất đều đã được của nhà Hyundai đều đã được trang bị lên chiếc xe này rồi. Đó. Đây, hàng ghế sau cũng gần như là chưa sử dụng tới. Rất đẹp luôn ạ. Và với khoảng sáng giữa hai ghế thì rất là rộng rãi luôn rồi quý chị nhá. Đầm chắc, rộng rãi, một chiếc xe dành cho gia đình. Đó. Phần đèn xe, mặt ca lăng của xe thì cũng được thiết kế theo như quan điểm của em, mặt ca lăng form mới thì nó hơi bị bành trướng, theo con mắt của em thì nó không thể nào mà đẹp được như form dáng của 2020 này. Đó. Thì cái này là cũng theo quan điểm cá nhân từng người thôi ạ. Thì giá hiện tại nhá, anh chị nhá, để giúp em nhá, 1039 em có thương lượng thêm. Quý anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này, hãy nhanh tay nhấc máy gọi thoại ngay cho em Trường qua số điện thoại 0926 743333 để em Trường tư vấn hỗ trợ và chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa để quý anh chị có thể sở hữu siêu phẩm này. Thì tất cả xe bên em bán ra em đều cam kết tới quý anh chị những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm về động cơ hộp số anh chị nhá. Và cuối cùng em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.